cuối xin Chúa sáng soi, cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành điều nguyện. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Ro, người anh em của chúng con bị ung thư dương vật. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em của chúng con, và chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người anh em của chúng con trong tình trạng bệnh rất là hiểm nghèo. Xin tất cả các bạn trên cộng đồng mạng, các bạn của cha, hãy cầu nguyện cho người anh em của chúng ta, để người anh em của chúng ta được mau khỏi bệnh, trở về quê hương để phụng sự cho quê hương Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ. Sang lao người dạ vô cùng em. Nhân nhân cha và con và thánh thần em. Rồi xin mời ngồi xuống. Ông ơi, làm sao ông biết được ở đây chữa bệnh mà ông đi vậy? Con nhỏ anh gái. Thì sao con biết được? Con coi trên mạng. Con coi trên mạng. Dạ. Con coi lâu chưa con? Vậy à, mới coi đây là được mấy lần, được mấy clip rồi? Dạ, con coi cũng nhiều clip rồi, dạ. Con phát hiện ra bố con bị ung thư dương vật, sao con không để bệnh viện chữa mà con đưa về đây? Dạ, con sợ ba con phẫu thuật như vậy là không tốt, tại vì không tốt. Con thấy đây thầy, trên bên đây thầy với cha thầy, bên đây quá thì con mới cho cha con vào đây. Dạ. Sao mà phẫu thuật con biết sao mà không tốt? Dạ, con sợ, tại vì cái đó vậy là cuối cùng con cũng chỉ nghe nói thôi, đúng không? Dạ. Chứ con chưa có xác tính rằng là hết hay không hết. Dạ. Theo con nghĩ rằng nếu mà cắt bỏ hết không? Dạ con không biết. Dạ. Tóm lại là con cảm nhận được là nếu mà trị bên Tây Y là không an toàn, phải không? Dạ, đúng rồi. Phải vậy không? Dạ. Bác sĩ thì nói hả, bác sĩ phẫu thuật cái đâu thì bác sĩ tính cái đó, chứ nói trước thì bác sĩ không nói. Dạ. Phẫu thuật này thì chỉ có cắt ngang thôi. Dạ, đúng rồi. Cắt ngang thôi. Thì như vậy cắt ngang xong rồi xạ trị. Dạ, rồi quá trị. Dạ. Rồi về nhà nằm đó. Dạ. Chờ cho nó hết. Dạ. Nếu không hết thì tự con biết kết quả đúng không? Dạ. Như vậy thì rõ ràng là hiện nay là Tây Y đó, người ta dùng những cái công trình khoa học nghiên cứu rất là tinh vi như thế đó. Tức là ung thư người ta cắt bỏ được, rồi người ta quá trị, người ta xạ trị được, nhưng mà cho trở lại kết quả, cho lại cái niềm tin hết hay không là người dân không đặt niềm tin vào chỗ đó, đúng vậy không? Dạ. Người dân không đặt niềm tin là hết hay không, nhưng mà ngay cái chỗ là bác sĩ không khẳng định được hết hay không. Dạ. Vậy tại sao bác sĩ không khẳng định hết hay không? Hiện bây giờ tất cả những người mà bệnh ung thư nan y đó là hầu như đại đa số là Tây Y, là người bệnh không đặt niềm tin. Anh chủ tịch chữ thập đỏ có thấy vậy không? Nó không đặt niềm tin 100%. Cái lý do ở chỗ là bác sĩ không kết luận là hết hay không hết. Nếu đã như vậy thì đã Tây Y nó tiên tiến như vậy thì Nam Y là thuốc Nam, làm sao mà con đặt niềm tin được? Thuốc Nam nó còn thấp hơn thuốc Tây nhiều mà. Sao con đặt niềm tin ở đây hết được? Vậy thì con cũng chỉ là tin mù quáng thôi. Phải vậy không? Niềm tin đó cũng chỉ là niềm tin theo số đông thôi. Phải vậy không? Ở đây cha không bàn tới chuyện mà kinh phí hay không kinh phí. Bởi vì thí dụ như bố con bệnh như thế rồi thì bây giờ tốn bao nhiêu tiền con cũng trả ngang. Có thể là bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai, con chữa cho bố con hết tiền, hết gỗ, nhưng hết bệnh là được. Đúng vậy không nè? Nhưng mà khổ nổi cái là cái niềm tin vào Tây Y con không đủ rồi. Bây giờ con qua bên niềm tin bên Nam Y là thuốc Nam đó. Thì đây là tạm gọi là thuốc Nam đó. Tạm gọi là thuốc Nam đó. Thế thì con dựa vào đâu mà con tin ở đây chữa hết cho ba con? Con có thể lý giải được không? Nghe nói nữa. Nghe nói nữa. Vậy hôm nay cha sẽ cho con một cái niềm tin nha.
cha sẽ cho con một cái niềm tin để con thấy rằng ở đây có khả năng trị cho ba con hết. Nhưng nó phải đòi một cái điều kiện, trước khi hết nó phải đòi một cái điều kiện nhé. Ông chủ tịch chữ thập đỏ có biết ở đây bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Làm sao nghe nói được những người này nói? Gia đình đó. À, người thân của ông chủ tịch ha. À, vậy tốt quá rồi ha. Vậy rõ ràng cha xác tín lại với con một lần nữa là niềm tin vào Tây Y bây giờ người ta đã bị lung lay. Bị lung lay ngay ở chỗ là bác sĩ không xác rồi, không xác tín hết rồi. Nha. Bác sĩ không cho bệnh nhân một cái lý giải rõ ràng. Cho nên cuối cùng là bệnh nhân không có tự tin. Bệnh nhân không có quan trọng cái chuyện tiền nhiều hay tiền ít khi chữa bệnh. Nhưng mà quan trọng chỗ là anh chữa tôi hết hay không hết. Và trước khi anh chữa anh cho tôi một cái giải đáp, giải lý đâu đó đàng hoàng là tôi sẽ vừa bụng. Vậy thì hôm nay cha cho con một cái niềm tin vào thuốc nam nhé. Ông chủ tịch chữ thập đỏ chịu cực ngồi nghe chút nha. Mình dẫn bệnh nhân đi là mình phải nghe để mình biết trị như thế nào nha. Để khi mình về nhiều khi ông chủ tịch ủy ban hỏi mình, đừng trả lời nha. Chúng nữa cha ký cho ông một cái giấy để ông trở về ủy ban, nếu mà ủy ban không có hỏi trình lại nha. Là coi như ông đi qua đây ông làm điều đó nha. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 65. Sáu mươi lăm tuổi rồi ha. À, đây là ông đây nha. Đây là hai chân của ông nha. Đây là con người của ông. Đây là hai cái vú của ông nha. Đây là rúng của ông đây. Đây là rồi. Bây giờ đây là cơ thể của ông nha. Đây là cơ thể con người của ông đây nè. Đây là hai vú ông nè. Đây là rúng ông nè. Đây là bộ phận sinh dục của ông nè. Bây giờ khi ông đi lên bác sĩ trung tâm hòa hảo, nó xét nghiệm ông, nó kết luận ông là ung thư dương vật ác tính. Phải không nè? Thì cái kết quả cái đầu tiên là bác sĩ đề nghị ông là sẽ cắt ngang, cắt bỏ. Thế mà con người ta có nhiều đây mà cắt bỏ rồi, thế nè, tiêu rồi, tiêu đời amen luôn. Vậy thì bây giờ cắt bỏ cũng được, không nhầm nhòi, miễn cái mạng sống mình còn mới quan trọng. Mình giữ mạng sống mình mới quan trọng. Còn nếu cắt bỏ cũng nói thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ bác sĩ đề nghị cắt bỏ. Đó. Vậy thì con không chịu cắt bỏ. Con cho rằng là cắt bỏ là không hết. Nhưng mà cái kinh nghiệm của khoa học, của Tây Y á, kinh nghiệm của Tây Y á là cắt. Đó. Sau đó là lành. Sau đó là xạ trị. Rồi tiếp theo là quá trị. Rồi kết quả. Kết quả gì? Chờ chết. Đúng vậy không? Đúng vậy không? Chờ chết. Ủa mình nói như thế này thì mình coi thường Tây Y dữ lắm. Hải Thượng Lãn Ông là ông tổ của ngành bên Đông Y. Hải Thượng Lãn Ông là ông tổ của ngành Đông Y của châu Á mà. Còn Hippocrate là ông tổ của Tây Y, của thế giới. Vậy thì bây giờ mình nói là khi mình bị ung thư dương vật thì đưa này vào Tây Y thì người ta cắt. Sau đó nó lành. Lành xong rồi người ta quá trị. Rồi người ta xạ trị, rồi người ta quá trị. Rồi kết quả, chờ chết. Vậy thì mình coi thường ông tổ của Hippocrate, là ông tổ ngành y tế của thế giới. Và mình coi thường ông tổ của Hải Thượng Lãn Ông,
là ông đông y của châu Á mà rõ ràng có thường. Nhưng như vậy thì người dân này nè, cái ông này nè, ông bệnh này nè, ổng không phải ông coi thường, nhưng mà cứu ổng không được, chứ ổng phải ông coi thường. Vậy thì tại sao Tây y nó đi đến những kết quả này mà nó vẫn, cái người bệnh này vẫn chờ chết? Cái lý do gì vậy? Cái lý do gì kỳ vậy? Chỗ này mới là chỗ quan trọng. Cái lý do gì mà tại sao anh làm biết bao nhiêu chuyện như vậy mà kết quả cho tôi là chờ chết? Vậy thì cái dốc phạm của thằng Tây y là chỗ nào? Theo nguyên tắc mà nói thì từ xưa đến giờ, bất kỳ một người bệnh gì không cần biết, anh lên tới bệnh viện nhỏ nhất thì trị anh không nổi thì lên bệnh viện khá hơn, mà khá hơn không nổi thì anh lên bệnh viện trung ương, là bệnh viện ca đó. Mà nếu anh lên bệnh viện trung ương lớn nhất của Sài Gòn, của nước nhà anh rồi không hết, anh đi sang nước ngoài luôn. Mà tại sao vẫn chờ chứ? Vậy nó đang có một cái lỗi ở chỗ nào? Nó đang mắc một cái lỗi ở chỗ nào? Nó đang mắc một cái lỗi chỗ là nó cho cái ông này nè, nó làm hết tất cả những điều này mà nó cho ông này ăn tự do. Ăn tự do. Ăn tự do có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh muốn ăn cái gì anh? Anh muốn ăn cái gì cũng được hết. Nhưng mà cho nói tiếp nè. Cơ thể của một con người như ông, khi ông bị ung thư cái chỗ này, ung thư dương vật rồi, thì giờ đây chỗ này là ung thư nè, nhưng mà trong khắp châu thân của ông nè, trong khắp cái con người này của ông nè, là cái con vi trùng nó đã đi vào khắp trong dòng máu của ông. Và hiện nay nó đang tạo thành từng đám như đám mây vậy đó. Và cho ví dụ nè, bây giờ thí dụ như giờ mình nhìn bầu trời nó trong dữ lắm, mà nó có một đám mây mờ mờ, mưa chưa? Chưa. Nó hội tụ lại những cái từng đám mây, mà nó hội tụ lên tới từng đám mây nó ren rồi, nước nó nặng hạt rồi, nó mới rớt một mưa xuống đất. Chứ không phải đơn giản mà mưa đâu. Vậy thì hiện nay trong cơ thể của ông, nó hàng triệu triệu cái con vi trùng ung thư này nó đã ở trong dòng máu của ông. Và nó đang quy, nó đang kết thành từng đám như đám mây ở trong dòng máu của ông, không biết chỗ nào. Thí dụ như bây giờ nó đang hội tụ ở chỗ này. Thứ nhất là ông nguyện nè, nó hội tụ ông những chỗ sau đây nè. Thứ nhất là cái thân đốt sống của ông là bị gai cột sống. Bây giờ cái đốt sống của ông ở đây nè, bây giờ ông bị gai cột sống này. Đó, nó đang hội tụ đây. Nhưng mà giờ người ta dùng máy móc người ta chiếu rọi vào, người ta thấy là gai cột sống thôi. Nhưng mà thật sự hàng triệu con vi trùng nó đang kết thành từng đám ở chỗ này, là ông có bệnh rồi nè. Phải vậy không con? Bệnh thứ hai nè, cung đốt sống của ông nè hẹp khe khớp sao, cái khớp con bị hẹp lại, tức là những cái con vi trùng ngay cái chỗ này ông bị ung thư đã đành nè, mà hiện giờ trong dòng máu của ông nè nó đã kết thành từng đám, nó gọi là di căn. Thứ nhất là thân đốt sống của ông nè nó đã gai cột sống nè. Thứ hai là cung đốt sống của ông nè nó bị hẹp khe khớp sao. Thứ ba nè, đĩa đệm của ông nè hẹp L4, L5 và L5S1. Thấy chưa? Tất cả những con vi trùng này nó phát ra nè. Hiện giờ ngay cái chỗ này nè, ngay chỗ cái bộ phận sinh dục của ông, nó ung thư không bàn rồi. Mà cái ung thư này đây là cái ổ ong ruồi chỗ này nè. Rồi tất cả những con thợ nó đi vòng trong cơ thể. Đó. Tiếp theo nè, dòng dòng ông rất nhiều bệnh, mà đây là trung tâm của hảo xét nghiệm cho ông. Rất là nhiều. Vậy thì hiện giờ cái vấn đề của Tây y nó giỏi như vậy, mà tại sao nó đưa ra kết quả ông phải chờ chết? Vậy thì cái dốc phải của Tây y ấy, cái mà không tới nơi tới chốn là cái ăn tự do. Bây giờ bác sĩ nó sẽ cắt, nó dùng cái phẫu thuật là nó cắt bỏ. Nó cắt bỏ cái bộ phận sinh dục của ông. Nó cắt luôn.
chắc là hết ung thư đó. Nhưng mà hiện tại cái khu vực này hết, nhưng trong khắp châu thân của ông, trong dòng máu của ông, hiện tại hàng tỷ tỷ cái con vi trùng ung thư nó đang hội tụ trong dòng máu. Vậy thì khi ông cắt rồi thì một năm trời đầu tiên là ông cảm thấy sức khỏe bình thường, nhưng mà đến năm thứ hai bắt đầu nó di căn. Biết đâu nó di căn là lên hạch cổ, hay là gan, hay là thận, hay là phổi, hay là tim, hay là phèo, hay là ruột, vân vân, đủ chỗ nó di căn. Vì do bởi là dòng máu, cái con vi trùng virus đó trong dòng máu ông nó hội tụ thành từng đám từng đám từng đám. Không biết là nó khi nó lớn mạnh lên nó đáp được chỗ nào là nó phá ngay chỗ đó. Ví dụ nãy cha nói một đám mây nó đang chạy về đây, nhưng mà nó chưa nặng hạt thì chưa mưa, nhưng mà khi nó nặng hạt chỗ nào thì mưa ngay chỗ đó. Vậy thì hàng tỷ cái con vi trùng ở trong dòng máu ông bây giờ nó đang sống trong người ông. Nếu như sau này mà nó kéo bầy, kéo phái, kéo đoàn của nó đến nơi nào mà đủ bản lĩnh là ngay cái gan nó phá cái gan, ngay cái tim nó phá cái tim, ngay cái phèo nó phá phèo, ngay cái phổi nó phá phổi, dân dân nó phá bất kỳ ở chỗ nào. Và ngay bây giờ nó phá ngay đốt sống bằng trứng, từ dương vật lên đốt sống, quất ngay đốt sống bằng trứng, quất ngay xương. Mà con người ta đi đứng vận động là nhờ đốt sống. Đây là cái gọi là cái cột sống của mình, nó là cái xương cá mà. Xương này xương quyết định cho cuộc đời mình đi đứng này, nhảy múa này. Mà giờ nó đang phá đốt sống này. Phải vậy không? Vậy lý do Tây Y nó có một cái khe hở là ăn tự do. Khi nó cắt cho ông rồi là ông lành tính đó. Nhưng mà ông trở về nhà, ông ăn tự do. Đó, ông cho vô thức ăn vô miệng ông nè, chảy vô trong cơ thể ông nè, chảy vô cái bao tử chỗ này là thịt heo, thịt mèo, thịt gà, thịt chó, thịt trâu, thịt ngựa, thịt vua, thịt cá, thịt cơm, thịt tép, hàng trăm hàng ngàn cái con động vật nó nằm trong bao tử. Ông nghe cha nói nè, nghe cha nói. Hàng trăm hàng ngàn cái con động vật nó đang nằm trong bao tử không? Vậy thì bây giờ á, trước tiên khi mà ông cho hàng trăm hàng ngàn cái con động vật nó vô trong bao tử ông, thì điều đầu tiên cái bao tử ông nó phải dùng đủ cách để nó tiêu hóa thức ăn này. Đúng vậy không nè? Nó tiêu hóa thức ăn này thì nó sẽ dẫn cái thức ăn nó dẫn lên, nó dẫn lên máu. Nó làm thành cái chất bổ để đưa vô dòng máu. Thì khi đưa vô dòng máu thì trong dòng máu có gì? Có con viên. Vậy thì có phải cái thức ăn này đưa vào dòng máu là nuôi con vi trùng không? Có hiểu không? Đó. Vậy thì bên cạnh cái bao tử ông, nó sẽ giải quyết hàng trăm hàng ngàn cái con động vật ở trong bao tử ông. Khi nó giải quyết được 2/3, cái phần nào nó giải quyết được là nó giải quyết. Khi nó giải quyết cái thức ăn trong bao tử ông, nó giải quyết được bao nhiêu đây là nó đưa vào dòng máu. Còn cái khúc nào mà nó giải quyết không được, cái động vật mà ông cơ thể ông bệnh nó giải quyết không được, bắt đầu nó sẽ tồn động lại, nó sẽ ở trong bao tử, nó sẽ ở trong các cái khu cái khoang ruột của ông. Nó nằm trong ruột con, nó sẽ ứ động lại, nó sẽ thúi ở trong ruột con. Vậy thì ngay bây giờ đây, khi Tây Y nó cho ông ăn tự do, tức là hàng trăm con động vật nó nằm trong bao tử ông hàng ngày mà, ông sẽ chuyển tải con động vật vô trong miệng ông nè, vô bao tử ông nè. Nếu ông còn khỏe thì nó tan biến được 30%. Thì 30% này tan biến, bắt đầu nó đưa lên máu. Thì khi nó đưa lên máu là nó tiếp sức cho con vi trùng để nó hội tụ thành từng đám. Phải vậy không nè? Nó phá được chỗ nào là phá. Còn cái số động vật mà ông ăn không nổi, nó tiêu hóa không nổi là nó thúi ở trong bao tử và nó động lại trong mấy cái khoang hầm, khoang ruột của mình. Có phải là mình 3-4 vật trong này không? Vậy ngay cái chỗ này nè là cái chỗ mà bác sĩ bị giới hạn, là không kết luận là hết thì không hết. Mà kết luận cuối cùng của bác sĩ là chờ. Hiểu chưa? Tức là con không tin Tây Y là hết bệnh. Con không tin. Nhưng mà con không lý giải được chỗ này. Phải vậy không? Không tin nhưng mà không lý giải được. Vậy cha tạm thời lý giải cho con tới đây. Nếu con đi bác sĩ là bố con sẽ cắt ngang chỗ này, cắt ngang một phần này rồi mất tiêu rồi. Bắt đầu ông mới cho ăn động vật tự do vô đây, thì vô trong bao tử này nó sẽ quậy nát cái con người của bố con. Ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe kìa, có thấy rõ ràng chỗ này không? Tay nó bị giới hạn chỗ này. Vậy bây giờ qua
qua thuốc nam. Đây là bên Tây. Còn bây giờ khi con đến đây con chữa thì ta cha dùng công nghệ nano. Cha dùng cái công nghệ nano này. Công nghệ nano này nó là nước. Vậy thì mỗi ngày cha sẽ dùng cháo nano, thuốc núi. Thuốc đồng bằng. Vậy bây giờ trở lại Tây Y nó cắt tiêu rồi nha. Tây Y nó cắt tiêu rồi. Bây giờ cha vẽ ra lại. Lâu quá không có biết, nó bị lớn, vẽ đại nó đi. Bây giờ hiện tại hồi nãy là cái dương vật của ba con nhỏ. Bây giờ nó sưng lên lớn nè. Tới đây nó phải sưng đúng nhau nè. Nó ung thư nó phải sưng. Giờ nó sưng con thấy nó sưng. Cha vẽ, cha có ý vẽ to chỗ này. Là nó sưng lên vậy. Bây giờ con tới đây cha không cắt. Cha để nguyên dạng như vậy nè. Cha sẽ dùng cái thuốc đồng bằng này. Các thầy sẽ dùng cái thuốc đồng bằng này. Để này gọi là đắp hay bó anh? Bó. Chỗ này nhỏ xíu sao anh bó? Thì anh làm cách nào mới anh bó được? Anh sẽ nghĩ cách bó. Nè, bây giờ cái thuốc đồng bằng này nè, ta sẽ bó như đây. Có hiểu không? Bó để rút mũ, rút máu, rút tất cả những cái con virus gì đó trong này rút ra trước. Đúng vậy chưa? Là nó sẽ xẹp lại. Sau đó thuốc núi này nè, bắt đầu nó là nước cho vào trong miệng. Thì trong miệng nó mới chảy vô trong bao tử. Thì đã ở trong bao tử mình nước thì đâu có làm khó mình được, không nè. Thì khi thuốc núi nó vô trong này, bắt đầu nó chảy khắp cái dòng máu con liền. Nó sẽ biến cái, nó sẽ thanh tẩy cái chất gì đó oxy hóa trong máu. Không, giờ đây nó không thanh tẩy chỗ này. Nó sẽ tiêu diệt cái con vi trùng trong cái, tức là cái oxy hóa ngay chỗ này, nó tiêu diệt ngay chỗ này, xin lỗi, nó tiêu diệt ngay chỗ này là oxy hóa. Bị chỗ này giống như sét ăn rồi. Bây giờ mình phải lấy giấm mình chà. Đó nè. Vậy thuốc núi này nó sẽ cho vào miệng, vào bao tử, nó sẽ chuyển tải lên máu và nó sẽ tiêu diệt oxy hóa chỗ này. Tiếp theo dùng cháo nano. Cháo nano cho vào miệng đi xuống bao tử. Thì mình bệnh mình ăn cháo nó có khó tiêu không? Dễ tiêu. Hồi nãy mình ăn động vật thì tiêu có 1/3, còn 2/3 là nó thúi trong ruột. Còn giờ mình cho cháo vô bao tử thì khó tiêu hay dễ? Dễ tiêu. Vậy khi mình ăn cháo nano vậy nè, khi cháo nano này vào bao tử mình, nó sẽ chảy khắp châu thân con này. Thì cái nước cháo này nè, nó sẽ tiêu diệt ngay cái con virus mà nó tạo thành từng đám. Và cái xác của cháo này nè, nó sẽ làm thức ăn dinh dưỡng để nuôi sống con người. Hiểu chưa? Ông chủ tịch chữ thập đỏ hiểu không? Hiểu kịp không? Tạm thời là như vậy nha. Vậy con đặt niềm tin ở đây chưa? Chắc chắn không? Rồi. Sau khi con đặt niềm tin ở đây rồi thì cha nói cho con ba chuyện. Cha khó mà dễ. Dễ mà khó. Cái khó của cha ở đây á, là đây là cái công nghệ nó đi qua mặt Tây, dẹp Tây qua bên để chơi đó. Vậy cái khó của cha nằm ở ngay chỗ ai mà được chữa bệnh ở đây là phải trung thành theo phác đồ, hiểu không? Nếu ngày nào mà ông không trung thành là cha đuổi tại chỗ, vì đây cha đuổi nhiều lắm rồi. Mà khi cha đuổi rồi là ông này không được quyền dắt ai nữa, cả cái quyền dòng trơn không cho cha, không cho phép dắt ai nữa. Vì công nghệ này không phải ai cũng được hưởng nhờ. Ở đây cha không muốn trị bệnh ai hết. Nhưng mà khi cha trị bệnh phải có người dắt gì. Chứ cha không muốn trị bệnh cho ai hết. Bởi vì ở đây cha cũng trị nhiều ca lắm rồi. Nhưng mà nó vô á, cha trị cho nó 3 ngày đầu nó khỏe, ngày thứ 4 nó đòi ăn nó về. Ông có nhắm ông ăn cháo nổi không? Ngay bây giờ ông nói thiệt cho cha nghe đi. Nếu ông ăn nổi thì tiếp tục làm giấy, còn ăn nổi bãi bỏ, không làm giấy chữa. Nhưng cái ăn nổi này quan trọng lắm mà. Ăn nổi là phải ăn đến ngày ông hết bệnh. Chứ không phải là ông ăn 3 bữa rồi ông thấy ông khỏe là ông nghỉ ăn.
ông hiểu không? Mới vừa rồi con ông ung thư dương vật phải không? Ăn ba bữa khỏe rồi là một tuần lễ sau bỏ chạy vậy? Không chịu. Phải cố gắng ăn đi. Giờ đây ông bệnh thì là nói gì ông cũng dạ hết á. Nhưng mà một tuần lễ sau ông khỏe rồi là ông bẻ còng, bẻ ống, bẻ hết, không ai nói ông nghe hết. Nhưng mà cha nói trước nha, hôm nay cha nói rồi là ứng nghiệm lời cha nói, nếu ông bỏ cả gan mà ông về, mà ông xin cha về thì được. Còn nếu ông bỏ trốn về là cha cấm nguyên cái huyện vòng trôn, cấm luôn ông này, không cho dẫn ai đi hết. Không giỡn với cha được nha, cha nói trước rồi đó nha. Ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe cho kỹ nha. Cha cấm à, bởi vì ở đây cha không ở không để trị. Cha nói như thế là cha đã gặp khó nhiều lắm. Cha đâu có ở không đâu mà cha phải, các thầy đâu có ở không để mà nâng niu chiều chuộng từng bệnh nhân tới chừng một, gần một tháng sau khỏe mạnh lại bỏ chạy về bệnh tiếp, bắt đầu nói xấu đây. Cha không chấp nhận. Và ông làm như thế là ông này lại mất danh dự luôn. Hiểu không? Cả cái huyện Dòng Trôm ai muốn đi chữa trị cũng được. Công nghệ Tây Y bây giờ tụi con đã bác rồi, đúng chưa? Bây giờ còn công nghệ Nam Y này thôi. Mà Nam Y này con làm lạng quạng bố con bị cấm một cái, cả cái tỉnh Bến Tre cho cấm luôn, không nói quyện dùng đâu. Cha được sinh ra để chữa cho cái 196 quốc gia chứ không chữa cho quyện dùng đâu. Quyện dùng đâu cũng có trong đầu cha. Nhưng ai được phép ông này dắt tới cha chữa. Không có đơn giản mà cha chữa là chữa. Cha nói trước nha. Đâu vào đó. Điều cha nói là cha nói như thế. Đâu có đơn giản. Con đã thấy công nghệ Tây Y là con dẹp con một bên rồi. Cha đã giải thích cho con là con dẹp rồi. Mà con không hiểu cái kiểu giải thích cha giải rồi. Bây giờ cha đưa cái công nghệ nano này vô là cha giải thích cho con biết là chắc chắn ba con sẽ được phục hồi. Vậy thì nếu ông ăn một tuần lễ nữa thấy ông chạy, cấm nguyên cái tỉnh Bến Tre của ông. Tỉnh Bến Tre không có trong đầu thôi. Hiểu không? Ông đừng làm cho những người lớn người ta thất vọng nha. Đừng làm cho những người có trách nhiệm người ta thất vọng. Ngay bây giờ ông có quyết ông chữa không? Thì con nó dẫn lên đây, cố gắng chữa hết. Cha nói rồi đó nghe, tụi con phải bảo lãnh cho ba con nha. Đừng có để là tội nhân thiên cổ tỉnh Bến Tre cho cấm luôn à. Cha không có quen với tỉnh Bến Tre đâu à. Sau đó cha cấm là cha không có quen, không ai xin được hết. Hiểu không? Bởi vì cha đã bị nhiều người, nhiều nơi gạt cha dữ lắm, cha không chấp nhận. Nếu ông ăn không nổi nữa, nếu ông chữa không được nữa, ông đến xin cha. Cha ơi cho con về, con ăn không nổi. Cha cho về người khác, cha cho lời chữa tiếp. Chứ không có chuyện mà nửa đêm nửa hôm trốn chạy. Cha nói trước nha. Cha đã giải thích cho con công nghệ Tây Y con đã bác rồi. Bây giờ còn Nam Y. Mà Nam Y như thế này là chắc chắn sẽ hết. Hắn nè, chắc chắn sẽ phải hết. Giờ cha đã chữa biết bao nhiêu ca rồi chứ phải không chữa đâu mà không hết. Nếu cha chữa không hết con đâu tới đây. Tới đây để làm gì? Hả Giang nè? Tụi con hiểu rồi ha. Rồi bây giờ tiếp theo. Sau khi chữa bệnh mình phải làm giấy. Ba nơi mình phải hứa. Một là con chữa bệnh là không tốn tiền, phải viết đơn ký tên vô. Chứ không có nói chữa bệnh không tốn tiền mà không có ký tên. Phải viết một cái đơn ký tên vô là tôi chữa bệnh không tốn tiền. Để ngày tôi hết bệnh rồi anh không đòi tiền tôi được. Đó là cái nguyên tắc của cha ở đây. Nha, ký tên vô đây để chữa bệnh không tốn tiền. Một cái đơn thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Trong cái giấy này, thứ nhất là trong quá trình điều trị khám bệnh, không biết ngày nào ông hết bệnh, đâu có định ngày được. Và cũng không có nói được là thời gian bao nhiêu ngày. Từ cái ngày ông vô hôm nay cho đến ngày ông hết bệnh. Nếu như trong quá trình đó chữa trị bệnh ông mà có xảy ra trục trặc, trúng gió, nhức đầu, sổ mũi, nóng lạnh, ông chết, ông không được quyền thưa kiện. Ông có đồng ý không? Suy nghĩ cho kỹ à. Ông không được quyền thưa kiện ba nơi. Nơi thứ nhất là ông chủ tịch chữ thập đỏ. Ông dắt ông đi trị bệnh. Mà nếu ông chết, con cháu ông lại thưa ông. Ông thấy điều này đúng hay sai? Ông đến cha chữa bệnh cho ông, đâu phải ông tự ông đến là cha chữa, ông phải nhờ người dắt ông về. Vậy thì ở đây cha đâu có chữa cho ông chết. Nếu cha chữa cho ông chết, cha cần ông này dắt về không? Cha không cần đâu. Vậy thì ở đây cha là người quyết lòng chữa cho ông sống.
Và cái ông chủ nhà trọ, ông quyết lòng cho ông mướn nhà trọ để hết bệnh chứ không phải mướn để chết. Vậy thì nếu ông chữa đây mà nếu ông có chết thì ba nơi ông cũng được thưa kiện. Tụi con có đồng ý không? Một là chủ nhà trọ, hai là cha ba là ông này. Tụi con có đồng ý không? Ký tên vô đây cha mới chấp nhận chưa? Và cái giấy này ông chủ tịch chữ thập đỏ giữ là một tờ, để sau này có gì ông đối chứng nha. Đó là cái ý định của cha là như vậy. Tụi con có đồng ý không? Đồng ý thống nhất nha. Rồi, vậy cho ký tên vô đây. Bệnh này bệnh lớn không chủ tịch ơi? Bệnh này bệnh lớn. Ở trong này ông có mấy cái bệnh là nang, thận, phải, gan, nhiễm mỡ nữa nha. Có nhiều chứng bệnh nhiều lắm trong này. Tức là những cái bệnh đó là những cái bệnh đối với ở đây là bệnh nhỏ xíu đó. Gan, cột sống gì đây nè. Hồi nãy ta có kể ra đó. Gai cột sống là hẹp khe, khe khớp sau, hẹp L4, L5, S1. Đủ thứ trong này nha. Đủ thứ ở trong này. Nhưng mà mấy cái đó không có lớn. Cái lớn chỗ là ung thư tiền liệt tuyến, đó là cái lớn nhất. Mà cái lớn nhất cho đã có cách giải quyết rồi, hiểu không? Vậy thì vấn đề cho muốn nói là phải ăn đúng phát, phát đồ. Nuôi ba con. Mẹ con phải trực tiếp nuôi ba con và không cho ổng ăn bậy mới cứu được ổng nha con. Giá nào cũng mẹ con cũng phải ráng giữ ổng. Ừ. Hồi nãy con vô trong nhà trọ mướn rồi phải không? Con có gặp người bệnh chưa? Họ có vui vẻ đón chào con không? Dạ con cũng như con sợ đằng đây chờ con lại làm hồ sơ bệnh cha con lập đặt con đi. Ông chủ nhà có nói gì không? Dạ không, chủ nhà vui vẻ lắm. Vui vẻ đón chào tụi con rồi phải không? Dạ rồi nha ông. Đây là hai cái hồ sơ pháp lý nha, hai hồ sơ pháp lý. Lát nữa ông chủ tịch chữ thập đỏ giữ bản nha, rồi cha đây giữ bản. Đây là hồ sơ pháp lý để chữa bệnh cho ông nha. Đến ngày ông về là ông hết bệnh là ông về, ông không phải trả tiền nha. Đây là cái sơ, đây là cái đơn xin chữa bệnh miễn phí nha. Đến ngày ông về ông không phải trả tiền nha. Vậy là hồ sơ pháp lý của ông đã xong. Phần còn lại thì chút nữa ông các thầy sẽ gửi lại cho ông chủ tịch một bản này nha, để ông về ông làm cái tài liệu cho cái chức vô vụ của ông nha. Tiếp theo là phần sau cho nhắc lại một lần nữa là tất cả những người mà gọi là bệnh nhân là ông phải nghe lời thầy thuốc để chữa hết bệnh rồi về nha. Một lần đến đây là một lần khó, không ai mà dẫn mình đến đây và cũng không ai ở không mà chữa bệnh cho mình. Cho nên trong quá trình mình đi chữa bệnh mình phải nghe lời bác sĩ để mình không phụ lòng những người dắt mình về là ông chủ tịch chữ thập đỏ. Không phải đơn giản mà ông dắt mình về đâu, cha nói như vậy thì mọi người tự hiểu.
người ta cũng có công ăn việc làm, người ta cũng có vợ có con, có chức có vụ người ta, chứ ai ở không đâu mà dắt mình đi hoài. Cha nói vậy hiểu không? Ông chủ tịch chữ thập đỏ cũng phải có nhiệm vụ của ông, đó là chứ không đâu mà ông dắt mình đi hoài. Rồi mọi người có ý kiến gì không? Từ ông chủ tịch ra xuống. Thì là chung là gia đình đồng ý. Vậy ha, đồng ý thống nhất vậy ha. Rồi thôi mình cố gắng mình giúp đỡ cho người bệnh này nha. À, thôi xin đứng dậy cảm ơn Lộc Kinh nha. Đức Đức Cha và con và Thánh Thần Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha như đã có trước vô cùng và bây giờ nha. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên trốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và con và Thánh Thần Amen. Rồi xin cảm ơn Chủ tịch nha. Rồi xin cảm ơn mọi người.